Bây giờ kính dạ kính mời cô, mọi người cho một tràng vỗ tay đi. Cô mẹ của em Ngọc, tôi xin kính mời cô hiến tặng cho đại chúng một vài bài. Và sau đó mình sẽ hát chung với nhau. Dạ kính mời. Thế để động viên tinh thần các anh chị. Thế thì tôi cũng là một người là được đi trước, được thầy dạy thì bây giờ tôi đã trải nghiệm qua rồi. Thế thì hôm nay là cũng xin hiến tặng các anh chị một bài hát. Tôi sẽ hát bài ca ngợi Đức Phật để anh chị em ngấm được cái lòng từ bi hỷ xả của mình, mà để mà qua đi cái cơn này ta cùng nhau sách tấn nhau để vượt qua cái buổi thanh lọc này và cái khóa thanh lọc này để cho được hoan hỷ. Thế thì tôi sẽ hát bài là bài ca Mẹ Quan Thế Âm. Muôn đóa hoa sen vàng, ngàn ngạt nương mơ màng, tĩnh nghi lặng tâm can, đồng vọng ngân vang, nhớ nước thiêng cam lộ vẫn chảy trong dịu dàng. Quan Thế Âm dịu hiền truyền con ước mơ niềm tin, để tan đớn đau ưu phiền, mẹ khai sữa trong bình thiêng. Muôn trái tim tươi hồng, thôn thức xe tơ lòng, dệt tình hiếu chung, diệt trừ vô minh, con hiến dâng lên mẹ, chính nghi niệm không nhiễm trần. Khi trái tim tươi hồng, diệt muôn những đớn đau phiền yêu. Như ánh sao không mờ, qua áng mây lững lờ, mẹ về trong mơ, tình mẹ như thơ. Khi gió nam đã thổi, tiếng vạc nỉ non bên hè, Quan Thế Âm đưa thuyền chờ muôn chúng sinh vượt qua. Thuyền bát nhã như ngôi nhà, chờ che chúng con đường xa. Thuyền bát nhã như ngôi nhà, mẹ ơi chở che chúng con vượt qua khóa thanh lọc hôm nay. Xin chúc các anh chị khóa thanh lọc này thành công tốt đẹp và quyết tâm để chúng ta đánh thắng thằng giặc vô hình nó nằm ở trong người chúng ta. Xin cảm ơn ạ.